Nơi đầu, cho xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi audio trên miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 21 tháng 3. Em xin lại tiểu tiết các một chữ đầu đến từ hãng Soli. Vô model của nó là CDP 228ESD. Model này em bán cũng khá là nhiều rồi. Nó được ưa chuộng trong phân khúc bình dân. Thì chiếc đồ này được sản xuất năm 1988 với giá xuất xưởng của nó là 59.800 yên, tương đương với khoảng độ 12 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Thì chiếc đồ này thì có cái xe ngang là 43 cm, chiều cao của nó là 11 cm và chiều sâu của nó là 34 cm. Nó nặng là 6,2 kg. Mặt phay nhôm được sơn màu đen. Mắt đọc thì dùng mắt đọc của Sony 151 dòng mắt từ, bền bỉ, ổn định và không gắn đĩa, chuyển bài cũng như là nhận đĩa rất là nhanh. Đấy, bác nào mà muốn sử dụng chiếc đầu nhận đĩa cũng như là báo bài nhanh thì đây là đầu để các bác chọn lựa. Và chiếc này nó dùng đến ba con chip giải mã, hai con chip giải mã PCM58P và con CXD1244 cho chất âm sạch sẽ, chi tiết và mềm mại. Về phần ngoại hình thì em xin quay chi tiết để các bác được chiêm ngưỡng. Về phần ngoại hình của chiếc đầu này, thì về thì tình trạng chiếc này nó cũng bị sức nhiều nhé. Okay. Đây. Đây, phím bấm này, đây, đây có chày, đây có chày. Đấy. Cái cạnh này cũng có bị chày nhé. Mắt trên này nó có sức nhăm nhăm, chày nhăm nhăm. Ở phần mặt kính này đây có chày và đây nó đây cũng có vết sức mờ mờ. Đấy. Về phần cạnh trên, cạnh trên của chiếc đầu này thì đây nó có sức nhẹ này. Trên này cũng vậy. Về phần nắp lưng trên đây thì cũng có xước này. Đấy, có xước. Đây thì nó hơi bóp nhẹ một chút cũng như có chảy sơn này. Đấy. Đây có chân bên này hơi mập nhẹ một chút, có cấn này, có chày đây, sơn. Ở mẫu đen của nó đây CDP228ESD, điện 100V, công suất 12W, series máy của nó là 201240 và được sản xuất từ Nhật Bản. Ở chiếc đồ này thì có hai đường analog ra chân được mạ vàng này, một đường cổng cua xoan và một đường cổng quang ra để cho các bác kết nối từ bên ngoài, và phía sau đây nó có bị chảy sơn này. Đấy. Và đây là phần nội thất ở phía sau. Đây là phần nội thất bên trong của nó thì rất là mới rồi. Đấy. Máy móc là zin nguyên bản, mắt đọc cũng zin theo máy luôn. Đấy. Đây, hai chiếc giải mã PCM58P, một con hai con nằm đây. Và con CD 1244 nó nằm đây. Đấy. Tủ nọc thì tủ nọc Ella dòng cao cấp 47.700 mi 25V. Đây cũng Ella. Đây tủ đỏ này. Đấy. Đây một con tủ Nichicom. Thì chiếc đồ này về thì tình trạng đây nó có bị nứt cái phần mạch đây không nhỉ? Đường em để xoay. Ít để bác nhìn nó dễ nhìn. Đây có một cái vết đường nứt đây thì em đã cho thợ xử lý rồi, rất là chắc chắn không nhường gì nhé. Đấy, biết sao vẻ nó vậy rồi nhé, nó không ảnh hưởng gì cả. Đấy. Rồi và sau đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc cũng như là các chức năng hoạt động của chiếc đồ này để cho bác được thưởng thức. Đầu thì nó không gắn đĩa rồi. Đấy, và chiếc đầu này thì trong tình trạng là nó nứt cái phần mạch của phần vô nguồn đấy, nó không ảnh hưởng gì, nó xử lý chắc chắn rồi. Ai là nó cũng có bị mặt nó bị chảy xước cũng phần nắp lưng thì bên em bán với giá là 2,1 triệu đồng để cho các bác chơi nhé. 2,1 triệu đồng em bao phí ship toàn quốc, chỗ nào chuyển đủ tiền đó là đặt cọc thì tự trả tiền ship cho em. Ở trong quá trình nhận hàng các bác cứ test kiểm tra
sản phẩm mà bị lỗi đấy là giữ nguyên tem niêm phong, đóng gói cẩn thận gửi lại bên em. Bên em kiểm tra đúng lỗi là hoàn tiền là 100% cho bác, hoặc các bác đổi dẫn sản phẩm khác tùy tiện ích của mình. Còn trong quá trình sử dụng thì bên em không bảo hành, nhưng hỗ trợ sửa chữa cho các bác nếu sản phẩm bị lỗi mà không có thợ sửa. Tiền phí thì bác phải thanh toán giúp em. Đấy. Riêng chiếc tàu này thì em bảo hành 1 tuần nhé. Đấy, 1 tuần cho bác. Lỗi là đổi đồ khác nhé. Đấy, lỗi đổi đồ khác. Đầu thì là không ken đĩa rồi. Đầu tốt đĩa lòng xanh là đĩa sao chép, đĩa lòng vàng và đĩa lòng trắng nhé. Em cho test CD sao chép đây. Toàn bộ CD em test hầu như là có đến 70% là những CD em tự chép lấy không nhé. Tự chép từ CD gốc ra để test nhạc cho bác chơi. Cái chất lượng thì không thể bằng, cũng như chất lượng phần tín hiệu ghi thì không thể bằng các bác ghi đĩa chuyên nghiệp rồi. Đầu nó đã đọc được rồi thì các là em test rất là kỹ càng nhé. Rồi các bác hãy đeo tai phone vào để em thưởng thức. Từ tiền tuyến tôi về thăm căn nhà ngoại ô, thấy lòng thương vô bờ. Cũng còn đường này đây, cũng mái nhà này đây, còn mang kỷ niệm này. Nhưng trăng đêm nay còn tha thiết như những mùa trăng đắm say. Tôi nghe rõ du cây trên kêu trên ngàn mây, hồn miên man khắp ngoài chìm giữa khu nhà ta. Năm xưa anh đi đêm vàng võ ngoài không có người mơ. Hôm nào tôi đi quê cũ thường về hy sinh cho non sông. Hơn 20 năm lửa binh tàn phá vùng ngoại ô lắm. Tôi theo chân anh vài tiếng lên cùng hiên ngang biết sự say. Chạy lòng thấy ôm hoài khi xưa mình ở đây với tình yêu vỡ. Khóm hoa làm dẫu thương lối xóm mình còn thiếu, mà ai sao quá âm thầm. Sương rơi mênh mang khơi nhiều những nhớ cho những ngày vui đã qua. Tôi quay con gia đình không mang theo gì hơn, nhìn đêm kia vắng vẻ càng thấy thương ngoài thank you.
dòng nhớ cứ vô vàng người em gái. Đêm nay nhớ nhiều về em với kỷ niệm ngày xưa, nhớ ngày hai đứa yêu nhau. Đêm nay nghe gió heo mây về bóng nhớ em vô vờ, những ngày thân ái bên nhau bây giờ em có nhớ. Mình cùng chung bước trên con đường dài, đường về xa lắm em ơi. Và nhớ những lần ta xa cách, em vội trọi tình thương theo khắp miền anh em ơi. Giữa trời đầy xa nhớ về người thương, nhớ ngày hai đứa yêu nhau. Em ơi chinh chiến bao lâu rồi, anh lính xa quê nhà, nhớ người em gái thôn quê, nhớ ngày xưa đó chốn ăn chốn vui lạ mặt, cho bỏ gian lao ngần này phép dòng chơi, dù phong xuống đầy áo mà lòng nghe ước muốn lên cao. Đi lính xa đánh giặc từng giờ, viết trăm lá thư cho buổi hôm nay đời chỉ có ta thôi. Tiếng yêu chưa lần nói mà đường yêu chân bước vào rồi. Kín vai xương tóc lệch đường môi, đã cho nhau vì nhau mà tới đời đêm nay. Anh mơ yên lành là niềm riêng trên mắt môi em. Mình trở lại với đơn vị bên nơi chuyến đi hẹn ngày về, những kẻ phương xa đời còn cũ vui xa. Em xin phép từ dừng video test tại đây. Thì trước đầu này em bán với giá là 2,1 triệu đồng, em bao phí ship toàn quốc, cho Lào chuyển đủ tiền. Bạn nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Và tình trạng thì nó nứt cái bo nguồn như vậy thì em bảo hành cho bạn 1 tháng nếu xảy ra sự cố, hoặc xin lỗi 1 tuần. 1 tuần nếu xảy ra sự cố các bác đổi sản phẩm khác nhé. Em cảm ơn các bạn đã theo dõi video của em. Em xin chào cả các video sau ạ.